Để đảm bảo tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong thời gian thành phố đang giãn cách xã hội, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh đang sống trong khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và các khu vực đang được phong tỏa do có dịch COVID-19. Người bệnh đang được cách ly tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, không để xảy ra trường hợp người bệnh ở các khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 hoặc các khu vực cách ly không được cấp cứu điều trị kịp thời, không để xảy ra trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế và cho người bệnh khác. Riêng quận Gò Vấp và một số phường, xã, khu phố phải giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Sở yêu cầu, đối với trường hợp không phải cấp cứu, Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố sẽ cử bác sĩ đến khám bệnh cho người bệnh. Trường hợp người dân cần cấp cứu hoặc khám chuyên khoa, Trung tâm Y tế báo lên Trung tâm Cấp cứu 115 và bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ, qua đó đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân, vừa phòng chống dịch hiệu quả.